Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm một clip ngắn để hướng dẫn cho các bạn cách dùng Dynamo để tạo ra một cái công cụ giúp cho chúng ta có thể xóa và dọn dẹp những cái đối tượng chúng ta không mong muốn ở trong cái file để viết chúng ta. Nó có thể là đối tượng rác hoặc là những đối tượng các bạn không còn sử dụng nữa, và đây chúng ta sẽ lọc và xóa theo tên một cách hàng loạt nha. Ví dụ ở trong ví dụ này mình đang có một cái file. Ở là trong file do import get vào thì nó có rất là nhiều cái line pattern, nó mang tên là có chữ import đây, và cả trăm line pattern. Nếu chúng ta bấm xóa thủ công từng cái một thì rất là lâu và nhiều khi còn không xong được. Chúng ta sẽ sử dụng Dynamo để viết thành một cái công cụ như thế này và cái đoạn script như thế này, và giúp cho chúng ta là xóa hàng loạt thì nhanh hơn. Và đoạn script này nó cũng đơn giản thôi, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách này làm ở trong clip. Ở trước khi đi vào trong nội dung clip thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bạn Nam Lê ở Biên Hòa, Đồng Nai. Bạn Nam Lê cuối tuần vừa rồi đã donate và inbox mời mình một ly cà phê. Xin chân thành cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái nội dung chính của clip. Thì đối với lại Dynamo thì cái cách làm thì nó rất là đơn giản, nhưng mà ở đây mình muốn là thông qua cái cách làm thì mình trao đổi các bạn về cái logic suy nghĩ khi các bạn sử dụng Dynamo hay bất kỳ một cái công cụ gì đó khác để tạo ra những cái công cụ giúp người ta làm việc trong Revit nhanh hơn. Ví dụ trong trường hợp này, bài toán được đặt ra là xóa những cái đối tượng có cái chữ trong tên nó có chữ import ở trong đầu, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái logic. Thông thường là thứ nhất, chúng ta sẽ lấy cái đối tượng ở trong Revit đưa vào trong Dynamo. Thì để lấy vào thì cái nốt cơ bản nhất của Dynamo đó là sẽ lấy đối tượng element theo type, tức là theo cái thể loại, và trong đó chúng ta sẽ lấy hết tất cả những element đó ra. Sau đó thì khi mà lấy được những element đó ra, lọc nó ra rồi, chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu là lấy theo tên, lấy cái tên của element đó. Ví dụ chúng ta sẽ lấy cái tên ra, là liệt kê những cái tên đó ra thành một cái danh sách, cho rồi trong cái danh sách đó chúng ta sẽ áp một cái bộ lọc vào, giúp cho cái việc là chúng ta lọc cái đối tượng nó, ví dụ chúng ta lọc những cái đối tượng là những cái đối tượng nào có cái tên bắt đầu bằng chữ import, hoặc là trong cái tên nó có cái chữ ví dụ như equip show chẳng hạn, như thế chúng ta lọc theo bất kỳ một ký tự của đó bỏ ra một bên, và những cái tên không có thì chúng ta bỏ vào bên, và cái cuối cùng là chúng ta sẽ tạo thành một cái danh sách mới chỉ gồm những cái đối tượng này, và chúng ta xóa nó đi là xong. Thì đó là cái logic cơ bản. Rồi chúng ta đi vào trong cái thao tác cụ thể nó sẽ như thế nào nha. Thì chúng ta sẽ vào trong Dynamo, chúng ta bật nó lên. Ở khi Dynamo bật lên rồi thì các bạn sẽ vào trong và tạo một cái file mới nha, file new Dynamo, và chúng ta trước khi làm thì chúng ta sẽ save vào lại. Mình sẽ đặt tên là xóa đối tượng trong Revit nha. Saver. Để cho cái việc của chúng ta nó đỡ bị lag máy, nếu như các bạn mà làm nó không có trơn tru thì khi trong cái chế độ mà chạy chúng ta chuyển từ automatic sang manual nha. Chúng ta khi nào chúng ta muốn chạy thử cái đoạn script chúng ta viết ra thì chúng ta chạy nha, còn không thì thôi, đừng để auto mất công rồi chúng ta bị lỗi khúc nào đó làm cho cái file chúng ta nó bị đứng. Thì việc đầu tiên ở trong cái logic suy nghĩ như mình mà nói với các bạn ban nãy là chúng ta sẽ lọc đối tượng ra theo type. Thì đây chúng ta sẽ dùng cái công cụ là element. Khi gọi element theo type thì ví dụ như ở đây chúng ta sẽ đưa vào cái đầu tiên thì chúng ta những cái nét vừa rồi nó gọi là line button, thì chúng ta sẽ tìm đến cái mục là line button element đây, và chúng ta sẽ có này. Sau đó thì chúng ta sẽ liệt kê tất cả những cái đối tượng có trong cái type line button element này, thì chúng ta sẽ dùng cái nốt đó là on element nhé. On element of type là tất cả những đối tượng có trong cái type này, chúng ta sẽ gọi ra một cái danh sách ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ lấy cái tên của những cái đối tượng này ra, thì chúng ta sẽ dùng cái nốt là element chấm name, chúng ta sẽ gọi cái tên này ra, và lúc này chúng ta sẽ nối nó vào đây, đưa cái này vào đây. Lúc này chúng ta bấm run thử. Thì khi mà sau khi run thử chúng ta sẽ thấy là ở trong này nó sẽ có liệt kê là 1190. Như vậy 1190 cái line button đấy nó có tên lần lượt là như thế này. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái số lượng mà cái nét mà import các bạn import từ file get vào nó rất là nhiều, và những cái đối tượng chúng ta không sử dụng tới cả hơn 1000 cái đó. Như vậy các bạn xóa tay rất là lâu. Đây là cái đối số lượng đối tượng chúng ta có 1190. Rồi bước kế tiếp là chúng ta sẽ lọc cái đối tượng. Bây giờ chúng ta sẽ lọc cái đối tượng ra. Thì như vậy để lọc đối tượng thì chúng ta lọc cái danh sách thì chúng ta sẽ có cái là list
chúng ta search list filter nha, bộ lọc list filter chúng ta sẽ lọc theo Boolean, tức là lọc theo một cái bộ lọc mà chúng ta xác lập ra. Thì ở đây cái bộ lọc đó là thì cái dữ liệu đầu vào của cái list nó sẽ là element chứ không phải là cái tên nha, là những cái đối tượng này, còn cái biến này là chúng ta là lấy cái tên nó ra thôi. Còn cái bộ lọc thì chúng ta sẽ lọc theo tên. Thì bây giờ lọc theo tên thì bây giờ chúng ta sẽ lọc là cái tên thì nó ở là cái dữ liệu ở dạng chuỗi là string nha. Những cái ký tự đối với lại trong những clip mà cơ bản về Dynamo ở trên kênh ấy, mình đã up lên đó, thì cái chuỗi cái ký tự nó thuộc về cái dữ liệu dạng chuỗi là chúng ta sẽ có string. String mà bây giờ các bạn muốn lọc nó ra theo cái những ký tự thì chúng ta sẽ có là contain, tức là chứa trong cái tên có chứa những ký tự như sau. Chúng ta sẽ tạo bộ lọc là lọc theo tên và trong tên có chứa những ký tự sau, ở đây string, và sau đó thì chúng ta chứa những ký tự là tìm những cái tên mà có chứa những ký tự gì thì chúng ta sẽ kích vào đây, chúng ta lại cần thêm một cái dữ liệu dạng string nữa, dạng chuỗi nữa. Xin lỗi, string thôi. Ở đây chúng ta muốn lọc chẳng hạn import thì chúng ta sẽ đánh vào đây là chữ import, tức là những cái gì mà nó có chữ import thì chúng ta sẽ lọc nó ra, chúng ta sẽ nối vào đây. Đây là cái bộ lọc search for, tức là tìm những cái tên nó có chữ import. Rồi cái inner case là có viết hoa hay không, viết hoa chúng ta sẽ dùng một cái node là dạng true false đây, và mình sẽ đấu nối vào đây. False có nghĩa là sao, nếu là những cái chữ mà nó có chữ import, mà import viết hoa toàn bộ chữ im từ i đến tận t, viết hoa hết tất cả, và chúng ta sẽ không có bỏ qua cái chuyện là viết hoa không viết hoa, thì nó sẽ search chính xác là những cái tên mà có chữ này. Còn nếu như các bạn để true thì nó sẽ chỉ hiểu về mặt ký tự thôi, import trong này là viết hoa viết thường gì cũng được, hoặc là có một chữ viết hoa hay toàn bộ viết thường gì đó, nó xen kẽ gì cũng được, thì chúng ta sẽ cái vùng search nó sẽ rộng hơn. Ở đây chúng ta có thể là để là false vì tất cả chúng ta muốn xóa tất cả những cái nét mà nó ở dạng là có chữ import ở đây nha. Rồi kế tiếp đó là sau khi các bạn đã có một cái bộ lọc như thế này rồi thì chúng ta run thử nha, chúng ta run thử đi. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là trong 1190 này các bạn thấy là nó trả ra kết quả là bộ lọc này false false false, nó nghĩa là sao, tức là những cái nét này nó không chữ import thì nó ghi là false, còn những nét nào mà có chữ import thì nó nhận là true. Như vậy thì sau khi mà các bạn đã lọc nó ra rồi thì các bạn sẽ đưa vào trong cái bộ lọc này và chúng ta run phát nữa, thì chúng ta sẽ thấy là ở trong này nó sẽ ra những cái lọc, nó ra những cái like button ở trong này. Bây giờ chỉ còn là danh sách những cái like button mà nó có tên là có chữ import nha. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy chưa rõ ràng thì chúng ta có thể lấy một cái element name này, chúng ta móc ra cho xem, cho nó Ctrl C Ctrl V ra đây để chúng ta xem thử cái tên của nó như thế nào. Đây các bạn thấy này, trong cái danh sách lúc này là nó gồm tất cả những cái element là live button có chữ import ở đầu này, tổng cộng chúng ta có tới 1058 cái đó. Rồi sau đó thì công việc cuối cùng của chúng ta là chỉ cần rất là đơn giản, chúng ta xóa này đi. Như nốt đó là các bạn search, xóa thì delete thôi. Thì chúng ta sẽ có cái công cụ là delete ở đây, và các bạn sẽ đưa cái những cái đối tượng này vào và chúng ta thử nha, chúng ta bấm run. À xin lỗi các bạn, chúng ta sẽ phải nối sang bên này nha. Chúng ta bấm run delete. Vậy thì sau khi mà chúng ta bấm delete xong thì vào run complete này. Thì chúng ta sẽ kiểm tra ở trong cái file Revit của chúng ta. Live button, các bạn sẽ thấy là những cái đối tượng mà có live button có chữ import đã được xóa hết. Và sau đó thì bây giờ đó là cái như vậy, cái đoạn này chúng ta đã hoạt động thành công. Như vậy thì bây giờ để nó biến nó thành một cái Dynamo Player để chúng ta có thể là sử dụng đi sử dụng lại cho nhiều mục đích khác nhau, thì chúng ta sẽ làm công tác như sau. Thứ nhất là những cái dữ liệu đầu vào chúng ta sẽ bấm E, nó sẽ cho kích chuột phải, chúng ta sẽ chọn là Input là dữ liệu đầu vào, và chúng ta đổi tên cho nó. Ví dụ như đối tượng đầu tiên chúng ta đổi tên ở đây, cái nốt đầu tiên mình đổi tên riêng nó là sang dạng là loại đối tượng cần xóa. Sau đó thì chúng ta sẽ có hai dữ liệu đầu vào nữa là cái lọc theo tên này, bây giờ chúng ta sẽ cho nó thành là input và chúng ta cũng rename cho nó luôn. Rồi đây chúng ta sẽ đặt tên là lọc lọc theo tên nha.
Ở đây thì cái true or false chúng ta cũng lọc ra luôn. Chúng ta sẽ input và chúng ta sẽ lọc nó, rename nó, rename node là viết hoa hay không viết hoa. Chúng ta bấm accept. Đây chúng ta sẽ hoàn thành một cái đoạn như này và chúng ta bấm Ctrl S nó một lần nữa, chúng ta tắt tắt Dynamo đi. Sau đó thì chúng ta sẽ vào trong file để viết, vì chúng ta muốn chúng ta thử nghiệm, chúng ta sẽ sử dụng nó sang một cái việc khác, rồi chúng ta xóa thử các đối tượng khác. Chúng ta dùng bật Dynamo Player lên nhé. Khi Dynamo Player khởi động lên, nếu như bạn nào mới lần đầu sử dụng Dynamo Player thì các bạn sẽ chọn cái đường dẫn đến cái thư mục mà các bạn chứa cái file Dynamo ban nãy chúng ta vừa mới làm xong đấy, thì nó sẽ hiện ra những cái đối tượng ở trong này. Ví dụ như cái file rồi mình làm là xóa đối tượng trong rồi viết chữ viết hoa này, thì các bạn sẽ bấm vào trong cái bảng này để ra cái bảng mà điều khiển chọn đối tượng. Thì bây giờ chúng ta thí nghiệm nha, chúng ta sẽ thể xóa, ví dụ chúng ta đổi sang chúng ta xóa cái loại sàn đi, chúng ta xóa cái loại file ở trong này, cái family floor chúng ta có nhiều cái floor, chúng ta có thể thử chúng ta xóa những cái sàn có chữ finish đi nha. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái dữ liệu đầu vào là loại đối tượng cần xóa, thì chúng ta sẽ không chọn là line button nữa mà chúng ta sẽ chọn sang là floor, floor type. Ok, và chúng ta sẽ lọc theo tên. Ở đây chúng ta sẽ đánh chữ là finish nha, finish. Chúng ta viết hoa hoàn toàn, chúng ta muốn lọc theo hoàn toàn như thế này, chính xác như thế này, thì bấm play. Và sau khi play xong thì các bạn sẽ thấy là nó xóa hết những cái sàn có chữ finish. Bây giờ chẳng hạn chúng ta xóa xóa tiếp cái sàn có chữ generic nha, và generic thì chúng ta sẽ viết là generic. Bây giờ chúng ta viết hoa toàn bộ này, nhưng mà cái sàn có chữ generic ở đây thì có chỉ có chữ G viết hoa thôi. Như vậy chúng ta sẽ dùng cái ký tự này là sang ở dạng true, tức là chúng ta chỉ cần search ký tự thôi, không quan tâm viết hoa viết thường. Chúng ta xóa thử nha. Các bạn sẽ thấy là nó không quan tâm đến chữ viết hoa viết thường, thì những cái sàn có chữ generic nó sẽ xóa đi. Tương tự như vậy dành cho những cái đối tượng thuộc những cái category khác. Thì đó là cái chức năng của công cụ này và cái cách mà chúng ta sẽ làm ra nó tương đối đơn giản nhưng nó khá là hữu dụng nhé. Chúng ta sẽ sử dụng để dọn rác ở trong cái file project ta rất là nhiều. Như vậy thì cái clip hướng dẫn của mình xin phép được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip khác. Chúc các bạn làm thành công. Nếu như các bạn cảm thấy hay và bổ ích thì các bạn có thể là giúp mình like, comment và chia sẻ clip đến bạn bè và cộng đồng của các bạn để clip được tiếp cận được nhiều người hơn. Xin chào và hẹn gặp lại nha.